giới thiệu với cả nhà các loại lan rừng nhé. Đây là thằng nhất điểm hoàng, hàng này đang nụ các bác này, nụ to bằng ngón tay út rồi đây. Đấy, em đang bật đèn flash là nó hơi chói, hoa thơm cực kỳ luôn đấy. Đấy. À, đang mùa này đang mùa hoa, đây rất là nhiều hoa, cây nào cũng có hoa lên hết rồi các bác nhá. Thằng này là thằng ngọc thạch, hàng này thì hàng rụng hết lá, xuống hết lá rồi, các cái thân tơ này nó đang chờ hoa, khoảng tháng hơn tháng nữa là nó bắt đầu nhú nụ là có hoa hết rồi. Thằng này là thằng ý ngọc, nhà em đang cắt tỉa đóng hàng cho khách sỉ, cắt tỉa gọn gàng sạch sẽ, về các bác chỉ việc lên chậu thôi. Đấy, thân cực kỳ đẹp, nhìn nó đẹp này, nhà em cắt đẹp này thôi chứ không phải là hàng Trung Quốc nữa nha các bác nha. Đây này, nhất điểm hoàng này hầu như là cây nào cũng có nụ có hoa hết rồi, về nhà các bác chơi thoải mái. Thằng này là thằng tam bảo sắc, xanh mướt không bị lọc gãy đâu nhá. Thằng tam bảo sắc này cũng là hàng đang nụ. Đấy, thằng này là thằng kiều vàng, trên nhà em chỉ có kiều vàng với kiều hồng thôi. Sắc đấy. Trời tối điện thoại hơi cùi bắp nên là quay chỉ được thế này thôi các bác thông cảm. Đây là hàng kiều cũng chuẩn bị có ho cho hoa rồi. Xanh mướt, phục vụ các loại lan rừng. Các bác có nhu cầu liên hệ cho em theo số điện thoại là 0918757084. Tất cả những cái loại lan rừng này nhà em gửi cho các bác thì đều là ship nhanh hết, cây sẽ không bao giờ bị hỏng. Cước nhà em thì nó rất hợp lý thôi. Đó, dưới 1 cân thì nó rơi vào khoảng tầm 20.000, dưới 1 cân là 20.000, còn trên 1 cân là 28.000 đến dưới 3 cân. Đấy, còn trên 3 cân thì cứ mỗi 1 cân thì thêm mất 12.000, 5 lạng thì thêm mất 6.000. Thì bằng giá cước nhà em thì vận chuyển nhiều, gửi nhiều nên là có cái gói cước là rất là rẻ hơn là anh em họ gửi quần áo, một bộ quần áo nhẹ heo cũng có đến tận 30.000 một bộ quần áo. Đấy, nhà em thì gửi chỉ có 20.000, dưới 1 cân chỉ có 20.000 thôi, nó 19.990 đồng đấy, để tính ra là 20.000. Còn nhà em gửi hàng đi là bao cho các bác là kiểm tra hàng thoải mái trước khi thanh toán là một này. Cái thứ hai là khi mà các bác nhận hàng rồi mà các bác không thích nữa, nhà em sẵn sàng nhận lại hàng, các bác sẽ không phải chi trả bất cứ một cái chi phí nào hết, nhà em sẽ thanh toán trả luôn cả tiền cước cho các bác. Buôn bán nhà em thì làm lâu rồi, những cái hàng này thì sẽ bao cho các bác thoải mái. Đây này, cắt tỉa, đang cắt tỉa rất là gọn gàng sạch sẽ. Đây là dân họ mang về đang bó như này, nhà em chưa tháo ra, bây giờ đang tháo để cắt tỉa cho các bác đây. Còn đây sau khi cắt tỉa xong là dễ giết, là rất là gọn gàng, về các bác chỉ việc lên chậu. Xin chào các bác nhé, bác nào có nhu cầu thì liên hệ tới số Zalo 0918757084. Zalo cũng được, xỉ cũng được, lẻ cũng được.